Everton và Manchester United là trận đấu tứ kết muộn nhất Cúp Liên đoàn Anh. Trận đấu này sẽ diễn ra vào lúc 3 giờ ngày 24 tháng 12 năm 2020. Sau một quãng thời gian gặp khó khăn, Everton bắt đầu trở lại. Đội bóng này đang thể hiện được một phong độ rất tốt ở những trận đấu gần đây. Với phong độ này, Everton hoàn toàn tự tin ở tứ kết Cúp Liên đoàn Anh. Mặc dù đối thủ của họ là một Manchester United không hề dễ chơi. Trong khi đó, MU vẫn thể hiện sự phập phù trong thời gian qua, nhưng kinh nghiệm và bản lĩnh của MU vẫn nhỉnh hơn so với Everton. Vì vậy, không thể đánh giá thấp Quỷ Đỏ trong các trận đấu quan trọng. Trận đấu giữa Everton và Manchester United sẽ là trận đấu đáng chú ý nhất ở vòng tứ kết. Theo nhận định, MU vẫn là đội bóng được đánh giá nhỉnh hơn. Quỷ Đỏ là đội có được kinh nghiệm và chất lượng hơn hẳn so với Everton. Tuy nhiên, phong độ của nửa đỏ Thành Man lại đang kém hơn. Vì vậy, tỷ lệ kèo trận đấu này sẽ không quá chênh lệch. Tỷ lệ kèo Everton thắng cược là 1-0.99, trong khi tỷ lệ kèo MU thắng cược chỉ là 1-0.84. Phong độ của Everton 5 trận gần nhất. Everton đã bắt đầu lấy lại phong độ sau chuỗi trận khó khăn. Đội bóng này đã liên tiếp có những kết quả đầy tích cực. Theo nhận định, Everton sẽ tạo ra nhiều khó khăn cho MU. Đội chủ sân Goodison Park đã bất bại trong 4 trận đấu liên tiếp gần đây. Trong đó, đội bóng này đã thắng đến 3 trận liên tiếp. Theo chuyên gia soi kèo bóng đá Anh, Everton sẽ rất nguy hiểm ở trận đấu tới. Manchester United vẫn đang chơi khá thất thường trong thời gian gần đây. Có những trận đấu Quỷ Đỏ chơi rất thăng hoa, nhưng cũng có trận đấu thi đấu đầy bế tắc. Theo chuyên gia soi kèo bóng đá Anh, khó khăn sẽ đến với MU trong trận này. Tuy nhiên, Quỷ Đỏ lại thường có được những thành tích khá tốt trên sân khách. Đội chủ sân Old Trafford đã có đến 4 trận thắng trong 5 trận sân khách gần đây. Theo chuyên gia soi kèo, cửa MU thắng vẫn khá sáng. Everton cũng đã gặp Manchester United vào tháng 11 vừa qua tại Ngoại hạng Anh và đội bóng này cũng đã thất bại trước Quỷ Đỏ ngay trên sân nhà. Thời điểm đó, Everton còn có được phong độ rất tốt. Điều này cho thấy MU vẫn đang thể hiện được bản lĩnh của mình. Trong thành tích đối đầu, MU hoàn toàn nhỉnh hơn so với Everton. Trong 10 lần chạm trán thì nửa đỏ Thành Man đã thắng 5, Everton chỉ thắng 1 và cả hai đã hòa nhau đến 4 trận. Tỷ lệ kèo châu Âu được nhà cái đưa ra cho trận đấu này là 2.90, 3.40 và 1.90. Tương ứng với kết quả Everton thắng, hòa và thua. Theo các chuyên gia soi kèo, tỷ lệ thắng của Everton là 40%, còn với MU là 60%. Tỷ lệ kèo tài xỉu Everton và Manchester United được nhà cái đưa ra là 2/3 trái. Đây là một thế kèo tài xỉu tương đối cao. Theo đó, cửa tài ăn cược với tỷ lệ 1-0.92, còn cửa xỉu là 1-0.86. Nhà cái đang đánh giá khả năng xuất hiện cửa xỉu nhỉnh hơn khi tỷ lệ ăn cược thấp hơn. Đây là một trận đấu tứ kết, cả hai đội chắc chắn sẽ phải thi đấu thận trọng. Ngoài ra, 4 trên 5 trận đấu gần đây của Everton đều có kết quả xỉu. Theo soi kèo Everton với Manchester United nên chọn xỉu ở trận đấu này. Tỷ lệ kèo Everton với Manchester United được nhà cái châu Á đưa ra là 1/4. MU là đội nắm cửa trên và chấp Everton 1/4 trái. Người chơi đặt cửa Everton thắng khi đội bóng này hòa hoặc thắng đối thủ. Trong khi đó, cửa MU chỉ ăn cược khi giành được chiến thắng. Tỷ lệ kèo Everton ăn cược ở trận này là 0.99, trong khi MU là 0.84. Với các nhận định trên, cửa MU và kèo xỉu ở trận này là quyết định đúng đắn. Dự đoán tỷ số, MU thắng Everton 1-0.